quá đã luôn. Con này là bào ngư nè mọi người. Mình không ăn tiêu, để mình ăn bào ngư thôi. Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Hùng Tuấn nha. Thì hôm nay là hiện tại mình đang ở phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ. Thì hôm nay mình sẽ dẫn mọi người đi tham quan và ăn uống ở trong đây, xem có cái gì hot không. Hôm nào sẵn đi thành phố là hôm đó trời mưa đó mọi người. Lạ lắm. Hôm nào mới mình sẵn đi vài hôm trước rồi, cứ mà sẵn đi cái là trời như rằng lên tới nửa đường là trời mưa tầm tã luôn. Thế là phải quay về. Đó. Ê, như bên này, hai bên này nè. Nè, phía bên này. Phía bên này là rất là nhiều. Đây, mình sẽ đi quay cho mọi người xem. Trong đây là khu. Khu ẩm thực Hầu. Hình như bây giờ là chưa có đông người nha mọi người. Ôi ôi con tâm hồn kìa. Đi vô đi. Đi vô quay xíu được không? Vô quay xíu nè. Ôi ôi con tôm hùm nè. Đi vòng đã. Ôi ôi. Quá đã luôn. Đây xuất người ta có để bảng giá sẵn rồi nè mọi người. Đó, không có ấy. Nhìn mê ghê không? À. Mình sẽ đi lượn một vòng rồi xíu nữa sẽ quay lại cho mọi người xem. Đi hết luôn. Ồ. Thì đây là khu phố ẩm thực mà. Đây là đầy đủ các loại kẹo luôn. Ồ. Các loại kẹo luôn, bánh loại kẹo luôn. Đây cũng là khu ẩm thực em nhỉ? Đúng rồi. Chứ còn hồi trước mình đi là toàn là hôm nay còn gì nữa không? Không. Đây hết rồi. Đây, ra đây. Đây là gỏi Thái. Hai chàng trai. Ừ, hồi nãy mình mới lạng vô hướng này, bây giờ còn hướng nào rồi? Hướng này là hướng đi ra, hướng này là hướng đi vô nè. Ở phía đây là phía hải sản. À, con tôm hùm là mực các kiểu. Ô, bên đây nữa nè, bên đây cũng nhiều. Ừ, mấy con nhỏ nhỏ trò chơi cũng. Đây là khu nước và trứng vịt lộn. À. Nó không nhả luôn. Không nhả luôn, không chịu nhả luôn. Phía này. Cái này cũng vậy, hải sản. Đây là khoai tây chiên. Ồ. Hả? Đâu cái nào sale? Đây là muốn nướng mực các kiểu. Đồ nướng. Đây là bánh nè. Cũng ngọt à. Ok. Bánh ngọt đó. Wow. Ở trong đây rộng ha. Trong đây rộng ha. Đêm vòng đã rồi quay. Wow. Ôi sao mà nhiều quá. Ồ, cái đường này, đường này rộng ghê luôn. Đây.
Đây là bên này là ốc. À, đường này nó dài ghê mọi người. Ôi thì vô đây tha hồ lựa luôn. Đây mới đúng là đường ẩm thực. Mẹ thôi. Nhìn cái này hồn hơi là hoa hết mắt. Đây con tôm tôm đất nè. Xa lụ to ghê ha. Ghê không? Vô đây xong rồi no hết. Trời ơi con đường nó. Đây là lần đầu mình đi vô nên là cũng bất ngờ. Bất ngờ luôn á. Chỗ nào ngon hay chỗ nào không ngon á. Đúng rồi, cũng bất ngờ luôn á. Nhưng mà em nghĩ chắc chỗ này các bạn giống nhau. Wow. Đúng đây, gái ơi. Không, tí nữa đang nghỉ mà ngồi đi gái. Đây là đồ uống. Rồi cái này mà không đi ăn vô ăn 3-4 món cái nó no hết rồi sao quay cho mọi người xem được. Đúng không? Bánh là kìa, quá trời bánh luôn. Trời ơi dầu muối nhiều quá ha. Hình như sẽ đi quanh một vòng tròn. Đúng là anh này mới đúng gọi là thiên đường ẩm thực nè mọi người. Đủ các loại món luôn. Nhớ tôi nhớ nhớ tôi nha fan. Nhớ nhớ chỗ này là có cả toilet cho fan. Ok. Quay em đưa em chảnh giùm cái. Dạ. Quay bạn nào. Còn lâu quá được lên TV đúng không? Lên nào anh lên nào. Giờ tới đây là hình như gần hết rồi mọi người. Đây là mình ăn nhiều quá, đang ngồi đi nha mọi người. Vô đây nhớ là nhớ giới thiệu chỗ này có cả toilet nữa. Vậy là ở đây toilet hiếm lắm hả ta? Đây, thì mình đi quay ra đây coi. Bên đây là đi ra qua bên đây. Tại vì nãy là nó chia hai đường mà. Để mình ra qua bên đây coi. Bên đây vẫn còn nè. Nhưng mà bên đây lại yên nắng hơn. Khu này là chợ rồi sao? Đó. Đây là chợ nhưng mà nó yên lặng hơn là đúng không? Đây là yên nắng hơn. À, bên kia là anh tập trung hết vào bên kia rồi. Đây nè đi lên. Đây là chợ hoa đi nhìn luôn. Khu bên này là khu hoa đó, khu bên này khu ẩm thực. Vô đường kia đây là giỏ hoa các kiểu luôn. Hoa nè, hoa rồi Tết luôn nè. Quá trời, quá đất luôn. Đường nào cũng được. Tại vì nó ở giữa mà. Xe ô tô đi. Hoa quá trời là hoa luôn mọi người ạ. Hoa giả, hoa sáp gì cũng có hết. Đó. Trời ơi. Hoa nhiều ghê ha. Nè, trang trí đồ Tết này. Đây là phía bình hoa.
Ồ, cả khung khung gỗ này. Đó, bình hoa các kiểu độc lạ, gió hoa. Đó, phía này là phía hoa tươi. Sen nè, thấy không? À, sen, à, sen nè ấy. Sen trắng kìa. Mê quá. Đó, phía trong này là hoa nhiều nữa. Mọi người hay tới đây mua hoa về bán và cắm hoa ở đây. Đây là chợ đồ mối luôn, của hoa luôn. Đó, quá trời hoa kìa mọi người. Hoa cắm sẵn cũng có. Mà không biết rẻ hay mắc nhỉ. Hả? Đi chậm mình ngắm coi. Không khác gì cái Đà Lạt luôn nhỉ. Còn nhiều hơn Đà Lạt. Ô, hoa túc cầu nè. Quá trời. Giấy gói kìa. Bán đủ thứ á. Vậy là cái đường bên này là đường hoa, còn đường phía bên kia là đường ẩm thực đó mọi người. Đó, trong ra tới đây là hết rồi nè. Như là đảo quá, một vòng rồi đó. À, ra tới đây là khu ăn uống rồi. Ăn cái gì? Ăn gì? Hay là mình đi menu đi cút thôi. Cái này là cánh gà nữa. Cánh gà. Cái này 15, cái này 20 còn như 10. Cái này là thịt heo. Cái này sao? Cái này có 60, 70, 80. Là một cái dầu anh lấy một cái. Dầu anh ăn lại mấy? 60 nè. Lấy một cái. Có 60 hả? Anh nghe gì nữa không? Rồi cái này sao? Cái nào? Hàu này rồi. Hàu 10.000 con, nhum 25.000 con. Ốc nhum. Ốc 35.000 phần. Lấy ốc này đi. Ốc bung nướng tiêu hay là luộc? Nướng tiêu, nướng muối ớt. Lục xả. Lục xả nè. Rồi. Rồi. Cái nào? Hàu 10.000. Có sao đẹp nữa nè. Sao đẹp. Sao đẹp nướng mua mai mới hả? Con này là hương quả mình giữ lại. Cái này bán phần hả? Dạ bán phần. Nhiều. Bao nhiêu? 40. Đấy một phần. Ăn này không xả. Vậy sao nãy không ăn này nướng tiêu đi. Ở đây là tại nướng tiêu này đi. Cái này ăn hoài rồi. Cái này hấp xả. Cái này ăn hoài rồi hả? Ừ. Con này là ăn cái gì? Con này nướng tiêu đen. Này. Cái này nhiêu con? 35.000 con. 35.000 một con. Ăn không? Lấy hai con. Vậy là cái này luộc xả không? Rồi cái này nướng mắm hành. Cái này nướng tiêu đen. Rồi cho bạn ngồi đi ăn. Còn cái này cái gì đây? Cái đó nem nướng ngon á. Nem nướng lấy nhiêu cây? 15.000. Lấy 2 cây. Cái này cái gì vậy? Cái đó mời. Mời gà. Cái lỗ trên mời đi ngon á. Ăn không? Ăn lấy, cái nào lấy luôn. 2 cây. Đi mơ. Đây đi vô, đi ngồi ghế đi. Ngồi ngồi. 1, 2, 3, 4, 5 món. 5 món là tổng là 255.000. Tất tần tật lên bàn là 255.000. Thôi giờ mình sẽ đi ăn nha. Và mọi người ăn ốc. Ăn ốc giữa lòng thành phố.
Chắc ngon. Ốc bươu đen à? Không biết nữa, không biết con ốc này ốc gì nữa. Ốc bươu đen. Cái này với ốc bươu vàng nó như nhau. Chấm với nước mắm cay. Mình nghe anh nha. Tối à. Chắc nó không thấy đâu. Cay ngon. Cay đúng không? Ngon cay. Cay hả? Hôm nay mình sẽ cay. Con này là bào ngư nè mọi người. Mình không ăn tiêu, nên mình ăn bào ngư thôi. Ngon, bào ngư ngon. Dài dài. Cái này là rau mực. Quên. Nãy chấm mấy muối xanh mà quên chấm nước mắm ăn. Rau bạch tuộc hay rau mực? Bạch tuộc. Là cái này cũng ngon. Không. Ăn chưa? Dai. Này nó cũng mày gà. Dài. Dài. Ở đây là cái nem, nem nướng à. Mà được cái đồ lũ này ngon nè. Cái này chắc quán nào cũng phải có nè. Dưa. Anh em ngon. Anh em ngon đúng không? Ngon. Cái này mọi người nói chung là cũng không ngon mà cũng không có dở. Ngon mà cũng không dở, nhưng mà 60.000 hơi mắc. 60.000 nó còn chút ghét này. Hơi mắc. Không biết là chắc là tại nó nướng nó teo lại á. Đúng rồi. Hồi nãy mình thấy chưa nó bự. Chưa bự à, mọi người thấy nó bự. Nướng lại chắc teo. Nướng xong rồi nó còn có xíu gì kia rồi. Có nhiều gà hết nước à? Thôi vậy là xong rồi. Giờ hai đứa là đi ăn tiếp. Đi vòng vòng đi ăn tiếp. Cảm ơn nhà mình. Dạ. Anh này không? Em cây khoai tây chiên này đi. Cái nhỏ thôi. Cái nhỏ thôi. Cái lớn không hết luôn. Trời ơi. Bao nhiêu à?
Tiền. Ai biết, ăn thử rồi chứ anh chưa ăn à. Muối nha. Phô mai. Phô mai hay muối đó anh? Cái đó là phô mai hay muối? Phô mai. Phô mai bột à? Giống muối à? Này là xúc xích trong trong ở trong có phô mai anh muốn ăn không? Không. Ăn cái này thôi. Ở đây là bán đến mấy giờ là nghỉ anh? 11 giờ. Tối là mấy giờ? Từ khoảng từ 2-3 giờ chiều là dọn ra. 2-3 giờ chiều dọn ra. Đi vô đây mua nước đi. Em muốn cái gì chứ ăn đi. Sao uống cái gì? Nè nè, bên đây có. Lấy cho chị một ly trà mãng cầu. Anh ơi em đố anh cái này trái giả hay trái thiệt? Đừng à, không được gờ. Cái này trái giả. Nhìn là biết rồi. Cái này trái giả, gai này nó đeo đều. Đâm đau nha, đau nha. Thì đúng rồi, nó bằng nhựa mà. Ngon không? Ngon à? Ngon, nóng hả? Nóng ngon. Ngán. Dầu nhiều. Hơi nóng. Ồ. Hả? Gửi đủ đủ. Gọi Thái á, tới qua. Nãy đi ít người giờ bắt đầu đông rồi mọi người. À. Nóng quá luôn nha anh Cảnh. Dầu mỡ mà. Dầu nhiều. Cái món này mình không thích cho nên mình thấy nó bình thường còn cắt mình. Nhưng mà nếu người đã thích chắc phải ngọt. Từ từ chả. Chưa gì mà đã cầm tự ăn miếng rồi đã. Ngon mà. À. Có cái dầu nhiều quá nên em ngon hơn. Chà chanh giả tay. Ủa anh ơi ngon ngon quá vậy. Hả? Ngon. Ủa sao kêu không ngon? Ủa rồi rồi kêu không ngon này trả đi chứ. Đi đâu đây? Ăn bánh không? Bánh ngọt. Đang em kêu bánh ngọt của em. Quay lại. Chưa phải quay đi quay lại nữa hả? Về đi. Bánh 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 Nhật Bản. Mẹ mốt.
trong đây có mì xào nữa nè. Phá lấu không ạ? Ăn không? Mì xào, mì nước. Em ăn phá lấu không? Vô. Anh ăn mì xào. Cho mì xào nha. Phá lấu. Mấy phần? Một phần phá lấu. Một phần mì xào. Cái này ngon. Ngon tí lại mua chứ. Thôi không ăn nữa đâu. Nãy kêu nãy dành luôn kêu không ăn đâu, không ăn đâu, cái đem đi dành rồi cũng của tôi luôn. Cái này để ráo dầu ăn ngon, chính là ngon đúng không, giảm dầu cái ngon. Tại mới chiên ra mà phải vậy thôi chứ. Với nãy lúc nãy nó nóng á. Nãy nó nóng. Bây giờ nó nguội lắm rồi. Giờ mình ăn phá lấu và mì xào. Ngon không? Ngon nè. Thơm hả? Xe mì nè. Nên nếm thử à. Cái gì mà khoái gì vậy chứ. Ăn lạ miệng lắm. Ăn nhưng hợp. Hợp, chắc hợp này nè. Khá lâu nè. Có cái này nè, cái này ạ. Đúng rồi. Em muốn chấm kiến nào cũng được không? Ngon. Ờ là cái muỗng nó cũng thấy cưng nữa. Vì sao? Cưng quá. Chưa bao giờ ăn thử cái này, giờ mình ăn thử rồi. Không hợp, không vị. Ông này hỏi gì khổ không nghe. Ai kêu không biết ăn chi. Đúng rồi, không hợp cũng gì. Cái này mình không biết ăn. Cái này là cái gì? Ruột, ruột non nè. Ruột non, ăn thử ruột non này. Ăn thử ruột non nè. Biết ăn mỗi cái ruột thôi à. Không biết ăn gì nữa trơn. Cái ruột thì ăn được. Được cái nước cho chan vô nước chấm nè. Chan vào. Ăn gần hết rồi mới nhớ là mình có nước chấm chan vào. Chan vào xong trộn. Chan vào. Ngon. Chan vào cũng ngon. Ừ. Nãy mới là nó chan vô mà. Thử à. Lúc đầu nó nhạt nhạt, sau rồi ăn mới ngon. Phải chan vô chứ. Đúng rồi. Chan vào ăn mới ngon. Đúng rồi.
No quá mọi người ạ. Giờ là mình nên đi ra thôi. Ăn không? Thấy cái nào? Lấy hộp thôi, anh no quá. Chị ơi em lấy một hộp. Giá hơi gì vậy? Ngon. Ngon. 10.000. Cái đồ nướng thì cái rau mực á, nãy rau bạch tuộc. Nãy nói chung là nhìn ngon lắm mà nướng lên ăn hết ngon, hết ngon. Bánh kìa. Bánh độc lạ mọi người. Quay mình ra, mình quay cho mọi người xem bánh độc lạ. Bánh độc lạ ha. Bánh độc lạ mọi người. Ồ đây có một cái shop quần áo. Đây là hai đứa là no rồi mọi người. Quá no rồi. Thì mà hôm nay ở đây cũng mát ghê nhỉ. Đây quá mát luôn. Đi ra. Thì mình xin kết thúc video tại đây nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau. Nếu thấy video này hay và thú vị thì mọi người cho mình xin một đăng ký nha, một like hoặc comment ở dưới để cho biết cái suy nghĩ của mọi người thế nào. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn nha. Bye bye. Bye bye mọi người.